Hello Mỹ. Ủa Mỹ giải bài cho em, sao cô em chưa nộp? Hello Duy. Rồi, giờ có đến giờ cho lớp mình kiểm tra 5 phút đầu giờ nha. 5 phút bắt đầu. Ủa? Em học lộn chủ đề hả? Ta sang thấy nó lạ quá vậy? Lộn chủ đề hả? Phải không? Ủa, em học lộn chủ đề hả? Ủa, Hà với Duy coi giúp cô thử phải không? Đúng chủ đề mà đúng không? Vậy là em Trời bị đất lộn đó Mỹ. ơi. Trời đất ơi. Rồi, tiếp tục bấm giờ này nha. Lớp mình còn 3 phút nữa nha.
Lớp mình còn 20 giây nữa nha. Chăm sóc tên là bài của nào? Trong khi đó thì cô đọc điểm cho lớp mình cái buổi test ngày hôm nay nha. Lớp mình test hôm nay cũng trên 600 cộng, 650 cộng hết nha. Cô thấy cô Mỹ chưa lập bài thôi, còn lại những mà khá mập hết rồi. Các em phải dành thời gian chữa test nha em, cực kỳ quan trọng á. Nghe có thể các em nghe có đến khi nào ra thì thôi, đọc transcript, đọc transcript xong nghe lại mà không có transcript đến khi nào hiểu thì thôi, như vậy thì các em mới tiến bộ được, chứ còn nghe cho nghe mà không hiểu là không có tiến bộ đó em. Thanh 701, Hà 760, Đăng 765. Đăng được cái phần nghe của em tốt nên là kéo điểm rất là cao là như vậy, do phần nghe, nhờ phần nghe. Duy 665, Lam 715, Chi 740, Ngọc Ngọc cô nhớ là 740 đúng không? Hồi nãy cô mới chát cô quên rồi, nhưng Ngọc cũng 740 á. Rồi các em chát phần 5 vào cho cô đi nào. Phần 5 của test 5 này, lớp mình chỉ còn 5 test nữa thôi nha các em. Chỉ còn 5 đề nữa tương ứng với 5 cái bài tập về nhà nữa là hết khóa rồi đó. Tức là em còn 5 buổi giải đề nữa thôi, với lại một buổi thi cuối khóa nữa là xong. Rồi chắc hết vào đi các em. Nhớ học từ vựng nha, mỗi cái đề các em về làm xuyên lật ra xem lại có từ vựng nào mình không biết mình ghi ra. Cô đảm bảo với em là nếu như mà em làm cái đề mà nó kỹ mà em học từng ly từng tí trong cái đề đó, chỉ còn em làm vài đề thôi, em học vài đề như vậy thôi là mấy cái đề sau tự nhiên em tiến bộ rõ rệt luôn. Ngoài ra các em nhớ kiếm thêm đề ở ngoài làm, đặc biệt là trên Study4 nó có cái file mà cô gửi, cái link gửi cho em website á, thực hành thêm bên đó nha, chứ 10 đề không có đủ đâu em. Bởi vì các em luyện xong sau này các em còn có kiểm soát thời gian nữa, chứ đâu phải là em làm đủ. Cô nghĩ là bây giờ chưa bạn nào làm đủ trong vòng 2 tiếng đâu, các em phải giải nhiều, lần lần rút ngắn lại thì mới đủ trong 2 tiếng được, chứ không thể nào lúc đầu mình giải mà trong vòng 2 tiếng rưỡi á, trừ khi là lùi do gì cô cũng nói nha, nhưng mà mình giải chất lượng thì không thể nào trong 2 tiếng đủ, nên các em phải luyện nhiều thì mới canh thời gian lại được. Và khuyến khích là vừa hết khóa nên đi thi nha các em, chứ không để lâu quên á. Có rất là nhiều học viên lúc trước cô khuyên là nên đi ôn đi rồi thi, xong khóa đi thi xong cứ kêu để ôn lên đó rồi mới thi ôn, chứ ví dụ à đặt mục tiêu là 800 ôn lên 800 mới thi, xong cuối cùng có hết khóa cứ bắt đầu thi học kỳ xong học quân sự có qua lại vậy, nếu cuối cùng bạn tụt điểm luôn, không ôn là tụt điểm liền thôi, nên khuyến khích là nên đi thi liền nha các em. Rồi câu 1, câu 3, 1, 3, 5 cô sẽ giao cho Đăng. Cô có một em bị đó, cam Đăng. nay em lỗi vô. Cam nay em lỗi Rồi là bài này cho cô nào. câu câu một em bị sai vô. Ai làm đúng câu 1 không? Câu 1 là câu hơi khó xíu, cái thuộc về ngữ pháp, ai làm đúng không? Ai muốn thử trả lời không? Rồi, Ngọc. Em thử câu này em cũng sai nhưng mà em đang à cái câu này từ proven á, nó à, trong trường hợp này nó là một link, nó là một linking verb nên là nó phải cộng với lại một tính từ ạ. Đúng rồi. Rule, em cộng với tính từ nha. Nên là em chọn C ạ. Đúng rồi, được chưa? Lúc này rule nó chính là linking verb, bạn nói đúng rồi đó.
nên cộng với tính từ. Cái này thuộc về ngữ pháp nhưng em nên học thuộc thôi. Nó giống như từ look, từ sound, từ feel, become, vân vân. Tôi nhớ học ở bài 1, bài 2 gì đó. Linking verb và chữ to be á. Rồi câu 3. Câu 3 Ngọc làm luôn đi em. 3 năm thì đủ 3 câu. Câu 3 Ngọc. Vâng ạ. Câu 3 là em chọn đi. Đi Bi á, tại sao? ạ. Đi, tại sao chọn đi? Kiểu là em dịch là thời hạn cho cái quảng cáo, thời hạn cho cái quảng cáo thì đã bị hoãn lại cho đến khi Next week. cái tuần tới ấy, Ừ. tuần tới vì yêu cầu của khách hàng mới ấy. Đúng rồi, bị hoãn cho đến khi, nên em phải dùng là until ha, bởi vì ba cái từ còn lại em không thể nào đi với từ next week được, chỉ có mãi đến next week mà thôi. Đáp án của mình sẽ là câu đi ha, dịch nghĩa cũng ra ha. Câu 5 đi em. Câu 5 là em chọn như C ạ. Tại sao chọn C? Câu này thuộc về ngữ pháp này em. Vâng ạ. Before hoặc là after cộng với gì em? Cộng với gì nào? Mệnh đề nè, clause nè, hoặc là verb in nè, hoặc là danh từ, được chưa? Thì trong này em không thể nào close trong này được, của từ mệnh đề phải có chủ ngữ động từ, nên em thấy trong này tất cả của em đều đang động từ, đúng chưa? Thì em chỉ có thể chọn verb in mà thôi. Viết vào nhất em, cái này là học rồi á, bây giờ thành ra là cô sẽ đang ôn lại cho em nè. Cái này học rồi, học ở phần lớp giới từ liên từ rồi. Next. Câu 7 luôn đi Ngọc. À, câu 7 em chọn ý. Ý gì? Câu gì em? Em Bi chọn hả? ý đi ạ. Tại sao? Cái này em trong câu à, câu này là cho Sao làm không giải thích được vậy em? Cái này là bởi vì journal của em là danh từ nè. Trước danh từ là establish, nó là tính từ nè. Tính từ mang nghĩa bị động đó. Tính từ mang nghĩa bị động. Vậy trước tính từ thì em sẽ cần một trạm từ ở chỗ này. Nhưng bây giờ em đang có hai đáp án là câu B với lại C là trạng B với lại D là trạng từ. Nhưng bởi vì vì đằng trước của em có chữ G nè, nên em phải chọn so sánh nhất chứ không phải là so sánh hơn. Đáp án của mình là câu B. Next, câu 10, 12, 13 chi? em đúng rồi. Ừ. Câu 10, câu 10 chọn đây ạ. Tại vì có dơ nên là mình điền danh từ ở đằng sau. Đúng rồi, câu 10 này mà bạn nào hỏi đây. Câu 10 này là câu dễ mà các em. Cô xem bạn hỏi câu 10. Hỏi câu 10 là cực kỳ vô lý. Tiếp tục đi em. Câu 10, 12 với 12. Trời ơi 12 Duy, em chọn. đợi cô xíu Duy xem hỏi câu 10 Duy. Câu 10 là câu dễ nhất trong bài luôn á, tờ đúng không? Xong chu em ngắt lại thì chỗ này em cần danh từ là deletion chứ còn suy nghĩ gì nữa. Câu này hỏi vô lý nha. Tiếp tục đi Chi, câu 12. Câu 12 em chọn sai, em chọn ý B ạ.
Tại vì em nghĩ là câu này câu rút gọn. Nếu như mà em Câu chọn rút gọn thì rút gọn dạng gì? là tạm chủ động ạ. Thì em nghĩ nó là đầy đủ là for them who suffer. Thế nên là em chọn dâm. Nhưng mà đáp án For them là who suffer. Từ từ, cô ghi lại câu của em nè. Nếu mà for them nha, who suffer, vâng. cô ví dụ vậy đi, thì em nói là chữ who này nó sẽ làm vai trò là chủ ngữ hay là tâm ngữ? Ngữ Chủ ngữ như em đang thay thế từ them, them là tâm ngữ. Thấy bị sai chỗ này chưa? à vâng. Đó, nên thành ra đúng là cô hiểu theo ý của em là em đang hiểu đúng là dạng rút gọn, nhưng không thể nào chữ them được. Em thấy nó bị mâu thuẫn không? Them đang là tâm ngữ mà em đang tính là who suffer, mà who là thay thế chủ ngữ, mà đúng chỗ này thay thế từ them, mà them rõ ràng tâm ngữ, nên em không thể nào chọn câu B được. Vậy còn câu nữa không? Thì làm tân ngữ thì là mà em vẫn chưa Dân giải được loại tại sao lại ý gì who em cũng loại luôn, bởi vì khi em đã dùng who sẽ đâu có được rút gọn nữa, đúng không? Em dùng đại từ quan hệ, nó có đại từ quan hệ trong đó, em không rút gọn được, trừ khi là em lược luôn cái đại từ quan hệ thì em mới rút được, đúng chưa? Giống như hồi nãy em lược từ who đi thì trong câu nó không có từ who nữa thì em rút gọn thành suffering. Tương tự có chữ who nè, em cũng không điền trong này được, bởi vì nếu mà em điền chữ who trong này thì suffer em phải chia thì ra, đúng không? Chứ em không thể nào rút gọn được, nên câu đi cũng loại luôn. Em chỉ còn câu A với lại câu C thôi. Mà câu A là cả hai, trong này làm gì có cái gì mà cả hai đâu, nên chỉ có thể là those mà thôi. Đó là theo phương pháp loại trừ. Còn nếu mà theo phương pháp nhìn thẳng thì em sẽ nhìn như thế này: for those who suffer. Cô xem thầy ở đây thì hiện tại, đúng không? Giữ nguyên. Thì đây, those lúc này là những người, those bình thường là những người đó em. Bình thường hay nói là those who gì đó vân vân, thì those sẽ là người á. Để luôn cho cô từ those nha. Em sẽ gặp lại trong những cái đề tiếp theo á, nên chú ý cho cô chữ those. Thì lúc này em để cho cô này, cô dịch này nha. Cái vitamin, đa đa vitamin mới từ công ty này á, thì rất là có ý nghĩa cho những người, người mà đang trải qua cái mệt mỏi kinh niên trong công việc, được chưa? Those who, để cho cô nha, those tức là people á. Though em để ý cho cô, nó giống như people vậy đó, cứ nhớ nó dạy cho dễ. Rồi câu 13 đi em. Câu 13 thì working là danh là động từ rồi. Em không biết là động từ thì em điền chỗ trống là trạng từ nên em chọn ý đây. Đúng rồi, câu 13 cũng là câu dễ em. Work independently nè em, làm việc độc lập em rất là hay gặp. Ví dụ như em muốn làm việc độc lập hay muốn làm việc theo team? Do you want to work independently or work in a team? Tức là muốn làm việc độc lập hay muốn làm việc với trong team, được chưa? Vậy em để cho cô là work independently. Work là động từ, em cần trạng từ bổ nghĩa cho động từ nè, thấy không? Động từ đối với trạng từ thôi. Câu này cũng là câu dễ nha. Rồi câu 15, 16, 17 Mỹ làm cho cô. Dạ. Câu 15 là con chọn D. Đúng rồi, câu 15 là câu dễ. Tại sao em? Câu 15 là câu dễ nha. Câu nào khó con nói khó, câu nào Là dễ con cái nói dễ. vì xem là tính từ còn còn một danh từ ở phía sau. Đúng rồi, giờ là em phải còn một danh từ, nhưng mà mới recent nó mới là tính từ thôi, đúng chưa? Thì lúc này em phải còn một danh từ phía sau. Cái cụm danh từ là cái dễ nhất rồi đó em. Giống như câu 10 hồi nãy vậy đó. Giờ này em phải còn một danh từ, thì tới giới từ of em cắt, thì cắt chỗ nào chỗ đó là danh từ. Câu 16 em. Con 16 là con chọn C, Tại sao? là ở phía trước có tu nên con chọn về không. Cũng gần như là hợp lý ha. Nhưng mà em sẽ dùng công thức này thì nó sẽ hay hơn. Các em nốt vào rồi nha. Enable. Enable someone to work on. Giống như cho phép ai làm gì hay là làm cho ai đó có khả năng làm gì đó.
cái app này đúng không, app mobile mới này, thì nó làm cho những cái người mà lấy xe có khả năng là gì, định vị được những cái chỗ đỗ xe trống gần cái này. Location là định vị em, thì em sẽ có location tức là cái vị trí đó em. Location là động từ nha, còn location nó là danh từ về vị trí nè, Yeah. location đang động rồi. Câu 17 em. Câu 17 không biết nói sao nữa cô. Dịch cho cô đi. Là một email xác nhận sẽ được gửi vào cái địa chỉ đăng ký của bạn. Chấm chấm. Bạn nhận được đơn hàng. Chúng tôi sẽ nhận được đơn hàng của bạn. Thì em chọn gì? Con Order nói và con đặt chọn hàng. sai, con chọn cô em. Since là thì, nếu mà since em nghĩ là bởi vì hay là nghĩa là kể từ khi. Since nó có hai nghĩa, một là bởi vì hay là kể từ khi. Là lúc đó lúc đó là con chọn là kiểu nghĩa nó là kể từ khi ấy. Nếu mà kể từ khi, nó sẽ dùng cho hiện tại hoàn thành ở phía trước. Phía trước của em đang tương lai đơn mà. Trong này em phải chọn là once. Từ once này em cứ nhớ luôn cho cô, nó bằng từ when. Em cứ đưa về đồng nghĩa thì dễ nhớ. Em nhớ từ when, em sẽ nhớ là từ once. Hai từ đó bằng nhau nha. Cái email Dạ. xác nhận sẽ được gửi tới cái địa chỉ đăng ký của bạn một khi mà chúng tôi nhận được cái đặt hàng của bạn. Tức là một khi nhận được đặt hàng của bạn thì tới email confirm nó sẽ gửi tới cho em. Nếu như bình thường em đặt cái máy bay là em đặt cái gì đó, thì khi mà em đặt xong thì nó sẽ có email gửi về cho em thôi. Once bằng với when, cứ nhớ vậy cho dễ làm bài nha. Rồi next cô xem nào, câu mấy nữa? Câu 19. 19 đúng không? Ủa không có câu 19 hả? Câu 25. À, có 19, 18, 19 luôn em. 18, 19, 21. Cô sẽ giao cho Duy. Câu 18, 19, 21 em. cũng Câu này phải dịch cũng nghĩa nè. cũng 18 em chọn. à, Rồi dịch cho cô. nó là cái nghĩa vụ của tất cả các tập sinh này của công ty, bao gồm bổ sung thêm cái giấy và theo đường. Obligations nghĩa là gì em? Application có nghĩa là cái nghĩa vụ, Là gì? nghĩa vụ Nghĩa vụ rồi, ok, được nha, nghĩa vụ hoặc trách nhiệm. Allowances là gì em? không biết Em từ chưa này. câu coi coi từ vựng ở nhà hả? Chưa Nghĩa biết, em là không biết cái từ phụ cấp. trợ cấp. Ừ, trợ cấp phụ cấp. Câu C, procedures. Hả? Thủ tục ạ. Thủ tục, quy trình, donation. Đóng góp ạ. Donation là gì em? Đóng góp cơ ạ. Ừ, đóng góp. Đóng góp hoặc là cho tặng đi em. Rồi câu 19. À, câu 19 em thấy có động từ bị là A nên em chọn C ạ. Tại sao em chọn câu đi để thành bị động em, mà em chọn chủ động? Tại vì em dịch nên em bị dịch nghĩa, Rồi, dịch cô bởi xem. vì cái những cái thành viên hội đồng của cái trên CD này đang đang xem xét một số cái vấn đề cho một cái thành phố, Cái làm đề đẹp xuất cho một cái cho thành phố cái dự mới ạ. án làm đẹp thành phố, đúng rồi đó em. Dịch nghĩa luôn là cách tốt nhất cho các em nha, để các em biết chủ động hay bị động. Ngoài ra có một cái mẹo nữa, đằng sau đó là tân ngữ này em, danh từ nè, thì là chủ động, nhưng mà cô vẫn ưu tiên dùng dịch nghĩa hơn nha. Câu đi là đang bị động á. Câu 21 em. Câu 19 là câu dễ nha các em.
Hai muốn anh chọn cái Thì D em chỉ nghĩa giờ cho cô xem nào. là cái việc xây dựng một cái phòng trưng bày mới là một cái là một cái yếu tố quan trọng trong cái việc làm tăng cường cái tăng cường cái du lịch ạ. Đúng rồi, factor là yếu tố, là yếu tố lớn. Major nó giống từ big đây, lớn đó. Major giống từ big major đó. Hoặc là key major, yếu tố chính, yếu tố lớn. Major là chính hoặc là lớn nha. Câu A là gì em? Câu A có nghĩa là cái báo cáo á. B. Thì nghĩa vụ nhiệm vụ Rồi C. thì cái sự lựa chọn Đúng rồi, rồi câu 25, 26, 27 cô sẽ giao cho Hà. câu 25 em vẫn chưa tìm ra đáp án. 25. Câu 25 đây cô nhớ hình như học rồi hay sao mà thuộc về ngữ pháp, có bạn làm được cái câu này không? Lan, Lan làm được câu này không? Lan tính ra câu này câu dễ á, nếu mà em thuộc bài không luôn hả? Ai làm được, có ai muốn thử không? Ok thì lớp mình Thôi thử trước nè. cái đáp án B là confidential là tính từ đúng không? Vậy tại sao mình chọn tính Tại vì đằng trước là danh từ và động từ. Động từ đằng trước là động từ thường. động từ thường thì em phải dùng trạng từ bổ nghĩa chứ, đúng không? Không ai nhớ hết. Keep nè, coin nè, make nè, something nè, tính từ. Cái công thức này mà không nhớ, công thức này là công thức ăn điểm. Đúng rồi Lan, công thức này là công thức ăn điểm. Có những cái công thức là công thức ăn điểm, là vừa ăn điểm mà vừa tiết kiệm thời gian, các em cố gắng thuộc nhớ nha. Cái đề này giống như các em ôn lại á, vừa học mà vừa ôn lại, ôn lại để mình những cái đề khác mình tốt hơn không. Confidential là bảo mật, này đi với từ information đó nha em, thông tin bảo mật, confidential information, em để ý cụm đó nha, thông tin bảo mật. Rồi next làm tiếp cho cô nào. Câu 26 em chọn đáp án A, em dịch 26. là học kỳ trước thì cái trường đại học này đã thiết lập cái các khóa học ngôn ngữ nước ngoài kéo dài 6 tháng cho các sinh viên người mà đã quan tâm đến cái du học. Rồi, nó bằng với establish nghe em, thiết lập, thành lập. Cô bi là gì em? Câu B là được chứng minh. Ừ, chứng minh, mô tả, demo đấy em. C. C là apply là Áp nộp dụng đơn, và ứng được dụng. áp dụng, Cô đi. được xác định. Đúng rồi, xác định. Câu 27. Câu 27 em chọn ý C ạ. Rồi. Để cho tôi nào. Là hiếm khi trong văn phòng thì ông này bây giờ đã kiểu phục vụ như là một người lập trình viên full time, người mà làm việc từ xa từ nhà của anh ấy. Rồi, cô ai nghĩ là gì em? Là ít hơn ạ. Đi.
Không, đi là cùng nhau, đi. đi là gần. Đúng rồi, được chưa? Câu 28. Ủa em xong rồi đúng không? Câu 28 là chữ Vâng. 30. Cô sẽ giao cho Lam. Làm đi em. 28 ạ. Ừ. Câu 28 em chọn là bi ạ. Bi hả em? Vâng ạ. Rồi vậy cho cô nào. Mặc dù cô ấy được thuê tại tập đoàn dốc ngang thì chỉ 6 tháng trước, tuy nhiên thì cái cô này có sự thăng tiến lên quản lý cửa hàng ạ. Rồi, em để cho cô từ on-go em có thể đi được với never flex, nhưng em không đi được với từ bớt nha. Từ bớt là không đi với on-go, các em để ý cho cô. Rồi câu ai cái gì em? Là bất cứ ai Rồi, xí. trong khi ạ, Đi. thêm vào Đúng rồi, additionally nó giống như là in addition nè. Furthermore này, moreover này, moreover. Rồi next câu 29 nào. câu hai chính là C ạ. Rồi câu này để cho cô nghe nào. Cho đến nay thì tài sản thương mại trên cái con phố Master là kiểu nó là đầy đủ duy nhất, nó có đầy đủ duy nhất những cái những cái nhu cầu mà chúng ta cần đi ạ. Rồi, em để ý cái từ adequate này cho cô nha. Nó sẽ có hai trường hợp. Một là true cộng verb không là đủ để làm gì đó. Hai là for cộng danh từ hoặc verb in là đủ để làm gì đó luôn ha. Tức là nó đều mang nghĩa đầy đủ ấy. Nhưng mà nó nếu mà đi với true thì là verb không, nhưng mà đi với for là danh từ verb in. Em sẽ gặp lại trong những cái đề tiếp theo nha. Để ý cho cô, con để ý cô từ này rất là hay gặp nha. Trong này có từ accommodate chính là đáp ứng nha em, đáp ứng nhu cầu á, needs là nhu cầu á, đáp ứng nhu cầu. Câu 30 đi em. Cái nào cô highlight, cái nào cô viết là các em nhớ nốt vào, từ vựng cũng vậy, từ nào không biết là nốt vào hả? 30 Câu em. 30 em chọn là C ạ. Rồi. Nghĩa nào em? Đấy, bài của gì ấy đã thông báo, đã công bố cái kế hoạch của nó cho cái giảm sản xuất chất thải của nó. Kiểu, giảm chất thải của nó tăng dần cho tới khi mà nó có đến khi mà nó đáp ứng đủ tiêu chuẩn của chính phủ ạ. Đúng rồi, incrementally nghĩa là dần dần. Em sẽ đi với từ decrease hoặc là increase, tăng dần, giảm dần, được chưa? Nó sẽ đi với từ này. Để cho cô nha, hồi em gặp trong cụm từ em chú ý với nó rồi chừng sau thấy nó là chọn không. Support chị Free là gì em? Câu A là gì em? Câu A là ủng hộ, Đi. B là tự nguyện, Đi. Support D là Chipley. ngoài ra. Hay thế chứ. Hay thế, cũng như hay thế mà. Cách khác à? Hay thế nha em. Vâng ạ. Rồi, các anh chắc còn 6 rồi cho cô nào. Hurry up nào các em. Để mình nhìn thời gian chạy chữa phần 7 nữa.
35, 32, 35, 36. Rồi cô giao cho Chi nè, 32, 35, 36. Ba hai em dịch từ câu trước. Từ cái bút cho mình sẽ chịu trách nhiệm để trong cái việc là thay thế. Tức là cái ông này ông sẽ đảm nhận cái vai trò này tạm thời, cái ông David này ông sẽ đảm nhận cái vai trò này tạm thời cho đến khi tìm được sự thay thế đó em. Vâng ạ. Thì em chọn ý C. Cái ông này, ông ấy có kinh nghiệm trong cái việc vận hành công ty. Thì câu sau người ta giải thích là ông ấy là CEO của cái hãng hàng không gì đấy trong 6 năm trước đây. Đúng rồi, được chưa? Em phải dịch thêm câu nữa thì em mới biết được là nó liên quan cả hai ý luôn. Ông này ông làm tạm thời, rồi bắt đầu để chứng minh là ông có thể làm cái vị trí này tạm thời được là chứng minh là ông có kinh nghiệm trước đó. Ông làm CEO này kia, CEO này kia thì ông mới đảm nhận cái vị trí này tạm thời. Được chưa? Chứ không thể nào đưa một cái nhân viên lên đảm nhận cái vị trí CEO hay là vị trí quản lý được. Nên thành ra là muốn người ta làm tạm thời thì mình phải chứng minh cho nhân viên thấy, điều đó là bình thường em. Đáp án của mình sẽ là câu C ha. Nó sẽ liên quan tới cả hai vé nha em. Câu 35, 36 em. Câu 35 em chọn ý A. Thì em dựa vào câu trước ấy, nhờ vào lời khuyên của bạn về cái này thì từ đó thì chúng tôi đã thêm thêm những cái giỏ đựng gần cái cửa ra vào. Đúng rồi, được chưa? Tức là nhờ những cái dựa vào cái lời comment của khách hàng đó, của bạn đó. Based on để cho tôi là dựa vào nha em. Tức là người ta comment xong có mình ghi nhận, mình thêm những cái rổ gần cái cửa, gần cái lối vào của cái gift shop. Câu 36 em. Câu 36 thì em chọn sai. Em 36 chọn á. Em chọn gì mà sai? Em chọn ý A. Nếu mà em chọn ý A hả, thì em sẽ dịch nghĩa là chúng tôi đã thêm cái rổ ngay chỗ đó đúng không? Như bạn cũng đã chỉ ra là gì? Thì nó chỉ khó cho những người shopper, cho những người mua sắm để mà lấy tất cả những cái món hàng lại cái counter. Tức là bình thường nếu như mà em có cái rổ đúng không, em bỏ vô cái rổ rồi em mang hết một đống tới cái chỗ counter em tính tiền. Còn bây giờ nếu như mà không có cái rổ đó thì khó, ý là khó để mà em mua món này em đem lại cái đó, em đem món kia đi lại đó. Còn nếu đem một lúc đem hết thì thành ra còn cái rổ, nên em không thể nào dùng chữ only được. Only nó chỉ khó, nó chỉ khó giống như là nó kiểu mức độ nhỏ thôi, mức độ nhỏ chứ không phải là mức độ lớn. Ai cái khác không? Với là ố em cũng hay dùng cho vớt hơn nữa. Có ai cái khác không các em? Các em muốn thử không? 36 em phải chọn là Cô somewhat em em. sao? Xong quá là phần nào? Đúng rồi. Em dùng somewhat em đi với tính từ, nó sẽ hơn là từ only ha. Còn từ soon với từ rarely là không được rồi. Soon em dùng cho tương lai. Rarely là hiếm khi khó. Hiếm khi khó mà đề xuất làm chi đúng không? Nên đáp án của mình sẽ là câu B em. Next. Chi sao đúng không? 4, 41, 42. 40, 41, 42 Ngọc. Bốn mươi, bốn mươi, bốn hai. Bốn mươi em. Ủa, bốn mươi em chọn đi 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 hả? em đi. Hãy chú ý rằng cái những cái yêu cầu mà hoàn tiền hoặc là đổi trả thì sao em? Hoàn trả hoặc là trao đổi trả là
phải được nhận trong vòng 60 ngày kể từ ngày mua lúc lúc đầu ấy. Đúng rồi, hãy chú ý rằng những cái yêu cầu hoàn tiền hoặc là đổi trả phải được nhận. Em không thể nào chọn cô A cô B nha, cô A cô B đang chủ động, yêu cầu nó phải được nhận chứ không thể nào nó tự nó nhận được. A B loại, còn câu C của em là hiện tại hoàn thành bị động, tức là đã diễn ra và kéo dài tới hiện tại. Nhưng mà cái này là nó giống như là một cái quy định thôi, một cái quy định là em phải làm cái này, em phải làm cái kia, nên là em phải đưa về đi ha. Giống như em muốn hoàn tiền thì em phải gửi trong vòng 60 ngày kể từ ngày mua, còn 61 ngày thì em không được, phải là kiểu bắt buộc ở đây. 41, tiếp tục dịch tiếp cho cô nào. 41 thì chẳng đi là nhiều chỉ nhưng mà có thể được thực hiện qua đường bưu điện hoặc tại cửa hàng bán lẻ Vậy điều được. nào điều gì em? This, điều nào điều gì? Em phải phát như this là thấy không? Điều nào điều gì? Điều này có thể thực hiện bằng bưu điện hoặc là tại tại cửa hàng, và xem điều nào là điều gì. Em mới dịch tới trước xong, bây giờ điều này là điều gì chứ? Dịch lại cái trước nào Ngọc, mới dịch đó. Và xin lưu ý rằng yêu cầu hoàn hoàn lại tiền hoặc là trao đổi trọng thương được nhận trong vòng 60 ngày kể từ ngày mua đầu. Rồi. Cứ hoàn Bây lại giờ tiền em dịch hoặc lại cho cô câu đầu và câu tiếp cái câu đó luôn cho cô. Em phải dịch liên tục thì em mới hiểu được chứ. Em dịch ngắt quãng cho xem hiểu. lưu ý rằng yêu cầu hoàn lại tiền hoặc trao đổi trong vòng phải được nhận trong vòng 60 ngày kể từ mua. Điều này có thể được thực hiện qua đường bưu điện hoặc tại cửa hàng bán lẻ. Vậy điều này là điều gì? Điều kiểu là Vậy cái điều này chính là cái việc mà yêu cầu hoàn tiền hoặc đổi trả đó em. Thì cái yêu cầu đó em có thể gửi qua bưu điện, hoặc là em đem tới em gửi, em đưa cho cửa hàng. Cái đó nó chị em chỉ có hai câu thôi, mà điều này chỉ là câu trước thôi, câu 42. Câu 42. Hai nhiều người sai này. Khoản tiền hoàn lại sẽ được chuyển vào có thể tín dụng bạc hoặc bằng tiền bạc sử dụng vào các sự kiện giao dịch ban đầu. Em chọn câu gì? Chúng tôi đánh giá cao sự bảo trợ của bạn. Cảm ơn bạn đã tôi đánh giá Câu này hơi khó xíu nha em. đã mua không. Lúc này em phải chọn câu A. Bởi vì sao cô thấy sẽ có nhiều em chọn câu B, mua thì em mua cái gì đó chứ không thể buy with us được, mua với chúng tôi được, nó không được đó em. Ví dụ như em mua là em mua pants hay là pencil. Ý cô là phía sau cái từ buy có là buy something được chưa. Meet em giả sẽ là meet, cũng là meet someone, ví dụ meet someone là gặp ai đó, meet you chứ không thể nào meet with us được. Nice to meet you, meet là cái đi với someone liền, using sử dụng something luôn, được chưa? Nên mà đằng sau là chữ with thì chỉ có khúc with us mà thôi. Nấu ăn với chúng tôi, ý là nấu ăn với những cái đồ mua từ của chúng tôi này. Cảm ơn vì đã mua sắm tại cái cửa hàng cookware này em, giống như có thể bán nồi niêu gì các thứ á. Cảm ơn vì đã nấu với những cái món đồ đó của chúng tôi, được chưa? Thì đó là khúc. Ba từ còn lại em không nào đi với từ with nha, để ý nha. Nơi câu 42 rất là nhiều người sai, kể cả mấy câu khóa trước của cô cũng vậy. Em để ý chỗ này nha, buy phải là something, meet someone, use something, không có giới từ nha.
Next. Mỹ có 44 nào em? Dạ, câu 44 em chọn B. Dịch làm cho cô nào? Tại sao em chọn B? Là trái ngược với sự phụ thuộc thông thường của vào quảng cáo truyền miệng thì cái đó đang tiến hành một cái tiến hành ngay lập tức một cái Bốn tiếp ba chọn cái cận gì? thì nhà 43 chọn C. Sao lại phương cách tiếp approach cho cái method đó? Cách tiếp cận gì? Mạnh mẽ em. 43 là mạnh mẽ chứ không phải là ngay lập tức. Ồ, Trái với lại cái sự phụ thuộc thường xuyên bằng cái việc mà quảng cáo truyền miệng đi em. Thì cái công ty này nó đang thực hiện một cái cách tiếp cận mạnh mẽ trong cái việc mà marketing về những cái món tráng miệng mà không dùng sữa dairy, tức là sữa, mấy cái chất mà sản phẩm là từ sữa, free là không đi, tức là họ không dùng dạ sữa. Đáp án của mình sẽ là câu D nha. dạ Aggressive nó giống như là very strong gì đó, nó mạnh hơn từ strong nha, very strong vậy đó. Tiếp tục Dạ. 44 em. Là 44 em chọn C. Là cái doanh nghiệp này thì được Cả biết nổi đến với với cả lại nổi tiếng cái buổi ăn sáng ăn tráng miệng. lúc cái đồ ăn sáng rồi, được chưa? Thì bây giờ đang thực hiện thêm cái chiến dịch là tráng miệng mà không dùng sữa nữa, tráng miệng cái sản phẩm mà không sữa nữa. Next câu 46 em. 46 là em chọn câu A. Câu A. Là hương vị. Dịch cho cô nào em? Là cái nhóm Maria vẫn đang nghiên cứu là các công thức món ăn tráng miệng dự kiến sẽ bao gồm các hương vị phổ biến nhất. Đúng rồi, cô biết. Cho cô vi là giá cả. Xí. Cô C là quảng cáo. Đi. Cô đi là phần. Đúng rồi. Bạn nào biết nghĩa ghi vào nhóm em. Recipe này tức là công thức, em sẽ dùng cho công thức nấu ăn nha, chứ không có thể dùng cho công thức toán học hay gì được đâu. Recipe, khi em thấy từ recipe này là em biết là công thức về nấu ăn. Trong là để ý cho cô thêm một cái nữa, be expected to cộng với không nha, be expected to cộng với không. Em thấy không, đôi khi một cái đề nó đâu có chỗ này, đâu có chỗ cho em đi nó bán đâu, nhưng em cũng học được cấu trúc ngữ pháp này nè, mà áp dụng nè, nên một cái đề em phải tuyệt để. Rồi làm tiếp cho cô phần 7, các em chắc phần 7 vào cho cô đi nào. Phần 7 nào em. Hôm bữa cái mic của Duy nghe rõ lắm mà ta, nay tôi thấy cái mic của Duy nghe không được rõ hôm bữa nữa. Rồi cũng thấy Chi có hỏi rồi, Ngọc hỏi rồi, ai nữa không? Mấy câu dưới này hả? Rồi ok. 48, 49, 52 đang làm cho cô nào? Một bốn tám, bốn bốn tám của em là A. Tại sao chọn A em, dịch cho cô nào? Cái gì được đề cập đến cái gì được đề cập đến về cái bà so này thì câu A thì nó ở ngay cái dòng đầu luôn. Cô ấy sẽ nhận được cái cập nhật từ công ty này. Dịch cho cô nào em? Dịch câu trả lời hay là dịch câu đấy ạ?
Dịch ra câu trên này, câu trả lời cô dịch rồi mà. Cái cửa hàng này sẽ đưa ra cái cập nhật mới nhất về giá cả, về gì Giá cả và nhỉ, xu hướng chứng khoán. giá cả và xu hướng chứng khoán, giúp những người chơi chứng khoán có cái lựa chọn mà mang tính lựa chọn mà khả thi, mà mang tính lợi nhuận cao. Tới đó thôi thì làm sao cô biết được là cái cô này cô sẽ nhận được update em. Chứ cậu đâu có nói là cô này nhận được đâu. Đâu có là cô này sẽ nhận được đâu. Đáp án của em đang là cô này sẽ nhận được những cái cập nhật từ công ty này. Mà em mới dịch là công ty này nó sẽ cung cấp những cái cập nhật mới nhất về cái chứng khoán đó, giúp cho những người banker này có được cái sự đầu tư thuận lợi, đầu tư lợi nhuận. Tới đó thôi làm sao cô biết là cô show này sẽ nhận được update. Chưa thuyết phục. Ai thêm ý vào cho cô nào? Em kể cả em giải đề em đọc xem có thuyết phục hay không chứ. Ví dụ như đọc xong vậy cô đâu thấy thuyết phục đâu. Ví dụ như có công ty A này nó chuyên gia cung cấp những cái cập nhật đó, vậy làm sao biết cô là sẽ nhận được cập nhật từ công ty đó chứ? Nó cung cấp, lỡ nó cung cấp cho người khác, nó cung cấp cho cô thì sao? Em có thêm một cái này, đơn giản nhập tên và số điện thoại hoặc là số điện thoại và bắt đầu nhận được những cái văn bản trong suốt cái giờ hành chính mà em nhìn thấy dưới này, có nhập tên, có nhập số điện thoại, chứng tỏ là bà sẽ nhận được. Em có thêm cái này nữa nè, chỉ cần đơn giản nhập tên với nhập số điện thoại thôi là sẽ nhận được cái văn bản, tức là nhận được những cập nhật đó. Và ở dưới này em thấy là bà đang nhập tên và nhập số điện thoại, chứng tỏ bà sẽ nhận được. Còn nếu giả sử người ta nói là chỉ cần đơn giản nhập tên nhập số điện thoại nhưng dưới này mới để trống thì làm sao mới nhận được. Này, đáp án của em sẽ là câu A ha. Em phải chọn, em phải nói cho thuyết phục một xíu. Next, câu tiếp theo đi nào em. 4952. Các em nhớ là phải chọn dẫn chứng cho thuyết phục nha, chứ cô bắt bẻ lại á. C Để cho cô nào. cái sự kiện gì được tổ chức vào ngày 13 tháng 10, là một cái buổi biểu diễn hòa nhạc. Sao em biết? Em thấy cái nhất là em thấy cái dòng sao đấy, it best come here early. Và cái thứ hai nữa là cái title, cái show Thôi ạ. title của em là comedy hoặc là musical nè. Thì hai cái này cộng lại em mới suy ra được đáp án là C nha. Các em nhớ gạch chân nốt vào. Câu 52 nào. Năm hai thì em bị sai bộ, Rồi tìm ra chưa? em cũng chưa. 52, Hà làm chứ hả? Câu 52 em chọn đáp án đi ạ. Tại sao chọn đi? Câu đấy, câu hỏi nghĩa là vào lúc 3:47 thì cái ông này kiểu tại sao lại viết như thế này ạ? Tôi cũng chưa nhận được bất kỳ cái gì. Thì ở lúc 3:44 thì ông ấy nói là cảm ơn tôi đã lo lắng, có thể có một vài cái comment tiêu cực, bình luận tiêu cực từ khách hàng về cái link bị hỏng. Xong rồi ông ấy nói là tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ điều gì, nghĩa là cái vấn đề ông ấy vẫn chưa được thông báo. Vậy cái vấn đề đó là vấn đề gì? Cái link này bị hỏng. Tôi Ý lo là tôi trả xong cái comment tiêu cực. đấy. Đúng rồi. Nè các ông này, ông nói là ông bơi gượng nói này. Tôi đã lo lắng rằng là có thể có những cái comment tiêu cực từ khách hàng về cái vấn đề link bị hỏng này nè. Thì ông này nói tôi chưa nhận bất kỳ cái gì hết. Tức là tôi chưa hề nhận bất kỳ cái comment tiêu cực nào về cái vấn đề đó hết. Tức là một cái vấn đề chưa được thông báo đó em, chưa được thông báo, tức là ông chưa hề nhận, em ông chưa hề nhận được cái negative comments nào đó đó em. Đáp án của mình là câu D, đúng rồi đó nha. Cái problem ở đây chính là cái negative comments from customers.
about the broken links, được chưa? Nó có vấn đề đó, chưa có nghe phàn nàn nào hết. Rồi Hà tiếp với em, câu 53, 56 em. Câu 53 em chọn đáp án đi ạ. Làm dẫn chứng là Giờ ở cho cô đâu đáp đen. cái mục đích chính của cái mem của cái thông báo là cái gì? Câu đi là làm rõ cái chính sách. Rồi, clarify là làm rõ chính sách. Sao em biết là làm rõ chính sách em? Ở cái đoạn đầu tiên là mặc dù tất cả nhân viên thì có quyền nghỉ trong cái thời cao của họ, nhưng mà có một vài quy tắc dự kiến là được tuân thủ, và có một vài cái phàn nàn gần đây, vì vậy tôi muốn chắc chắn mọi người rõ cái điều đấy, Tôi chắc chắn mọi mọi thứ thứ rõ mọi ràng. thứ rõ ràng. Đúng rồi, everything is clear. Mọi thứ rõ ràng chính là clarify đi. Làm rõ đi. Policy là cách lập cái policy đây là về cái gì em? Chính sách Chính sách là gì? nghỉ ngơi. Đúng rồi, chính sách nghỉ trong cái ca làm việc đó. Được chưa? Tức là bình thường là đã có một mọi người sẽ được quyền nghỉ trong cái ca của họ, nhưng mà vẫn có vài cái rule phải được tuân thủ theo. Thì bây giờ bởi vì có một số cái phàn nàn gần đây nên là ông muốn nói cho rõ ràng hơn, vậy tức là ông làm rõ cái chính sách cụ thể là chính sách về break times during their shift, được chưa? Nên đáp án của em sẽ là đi, làm rõ chính sách nghỉ ngơi đó em. Câu 56, 57, 56 đi em còn một câu nữa đúng không? 56. Câu 56 em chọn đáp án C. Câu hỏi là cái gì được bắt đầu bởi cái Thousand Pacific Inquiry? Câu C là nó cung cấp cái giải thưởng giải trí, cái phần giải. Cái giải trí mà chiến thắng giải thưởng, đạt được giải thưởng em phải dịch phía sau về trước, bởi vì cụm danh từ mà award winning là tính từ, entertainment nó chính là danh từ, em phải dịch danh từ về trước. Chỗ nào cho em biết? Đoạn during the day, do some cho đến vacation magazine, trong ngày thì làm kiểu như là tắm nắng ở bong trước của chúng tôi. Nếu bạn thích tắm trong bên trong hơn thì cái thuyền của chúng tôi có một cái bể bơi tập Trong thể dục nhà. bên trong. Và mỗi mỗi buổi tối thì cái ballroom Thì nó có gì? có cái Nhạc sống. buổi nhạc sống từ 8 giờ cho đến hết hết cái buổi tối cho bạn và cái người đi cùng bạn để có thể nhảy. Nếu như mà bạn mang theo trẻ em thì có thể tận hưởng cái ferry. Show múa rối cổ tích, puppet là múa rối đen, puppet, fairy tale là cổ tích. Có tên là Fun child entertainment bởi bởi cái tạp chí cái tạp này. chí này. Ý nói là này các em, nếu như mà có em mà mang theo kiếp theo á, thì các em sẽ enjoy cái show đó. Cái show đó nó được giải thưởng là Most Fun Child Entertainment, và cái giải thưởng này được công nhận bởi tạp chí này, được chưa? Vậy suy ra em để ý cô, khi mà họ bỏ vào kép này mà được vinh danh bởi cái tạp chí này thì em để ý đó là một cái award winning ha. Entertainment tức là cái show đó em, entertainment là cái giải trí, và giải trí cụ thể là fairy tale puppet shows, đó chính là cái entertainment. Có cái mà most fun child entertainment nó chính là award winning, nó đạt được giải thưởng đó. Tức là cái show múa rối này nó đạt được cái giải thưởng đó, được chưa? Nên thành ra là cái nơi này nó cung cấp cái chương trình giải trí mà đạt giải thưởng ha. Đáp án của em sẽ là câu C. Giống như là ví dụ như em đạt cái giải thưởng nào mà được cái tạp chí đó nó công nhận hay gì đó,
hoặc là tạp chí nó tổ chức giải thưởng đúng không, xong em tham gia giải thưởng đó, xong em đạt cái giải thưởng và được tạp chí nó công nhận thì đó cũng chính là award đúng đi. Đáp án của mình sẽ là câu C. Câu 57 luôn đi Hà ơi. Câu 57 em chọn đáp án A. Cái gì có thể được mua bởi cái phí thêm này? Đáp em chọn đáp án A là cái hoạt động hàng hải. Dẫn chứng là ở during the 4-hour stay at cho đến nominal fees. Nghĩa là trong suốt cái 4 giờ ở đây thì bạn có thể tận hưởng cái hoạt động hàng hải này với cái phí nominal. Là cái phí nhỏ ấy. Phí nhỏ tức là em cũng phải đóng phí đúng không? Chứ đâu phải là free đâu. Free thì là miễn phí, nhưng họ dù nói em là phí nhỏ hay phí to gì thì cũng phải đóng tiền thôi. Thì em để cho cô là nominal fee, nó chính là từ extra Nhiều lắm. fee. Được chưa? Thì đáp án của em sẽ là câu A. Em cứ bám sát câu hỏi mà em kiếm thôi. Câu hỏi họ cho em extra fee là em kiếm ngay cái fee. Fee trong này là mặc dù nó cho từ extra, họ cho từ nominal thì cũng chính là fee đó em. Thì lúc này sẽ là marine activities thôi ha. Đây cũng là câu dễ đó em. Câu 57 thiệt ra nó dễ hơn câu 56 nữa đó. Được chưa? Đáp án của em là câu A nha. B, C, D không có trong bài nha em. Câu 57 là câu dễ á. Next làm cho cô nào câu 57 rồi đúng không? Cô xem. Nếu mà số cứ nói cô nha. Câu 59, 60. 59 60 làm cho cô nào Duy? Sâu 4. Em sâu 2. 59 60 sâu 2. Năm chín sâu 10 sâu 2. Chọn gì em? Cô lớp 9 ạ. Em không ngờ. Chọn gì? Trả Đây lời là sai nhanh nào cái em, câu sắp này kịp cô ạ. giờ. Em còn sai câu này cô ạ. Em chọn rất là Không dễ. nghe gì hết. Em chọn sai ạ. Em chọn sai hả? Chọn rồi ở Câu nhà này coi cô phải lại làm chưa? dễ. Ở lại check, ở nhà check lại chưa? Câu này nãy em chắc chắc của cô. Rồi vậy bạn khác làm cho cô. Lam. Các em có bước check bài rất là quan trọng nhớ em. Cái bước đó em mới tiến bộ được á. 59 Lam em. Câu 59 em chọn là B ạ. Tại sao chọn biết? Nghĩa là gì? Thì cho cô câu hỏi rồi cô trả lời luôn em. Cái cô Menrano nên làm gì nếu cô ấy muốn cô ấy không trở cô ấy sẽ không trở về nhà vào ngày mùng 7 tháng 9 ạ. Thì cô ấy Thì nên. em chọn đáp án B là sẽ phải gửi lại cái một cái tài liệu đã hoàn thành cho ông Sanka. Rồi. Chủ nào cho em biết đây có bài này trong câu hỏi của em này, người ta hỏi bài này. Vậy bài này sẽ làm gì nếu như bà không có ở nhà vào ngày 7 tháng 9? Em chọn là gửi Cái lại tài liệu cho ông này. đoạn mà the building manager has a copy of all ten đấy ạ. À. Nếu mà có Đến đoạn hết đó ạ. tôi chưa thấy nhắc tới ngày 7 tháng 9 này. Đúng không? Nếu tôi đó là ngày 7 tháng 9 đâu. Ở trên nó có ngày 7 tháng 9 này cô. Vậy thì em phải viết từ trên viết xuống chứ em không thể nào ấy được. Nên em phải bám sát câu hỏi mà trả lời. Chứ em nói xong thiếu ngày 7 tháng 9 thì cô sẽ lại hỏi ủa câu hỏi có ngày 7 tháng 9 là sao các em có ngày 7 tháng 9 trong đó làm sao biết. Rồi vậy cho cô từ đoạn đó nói nào.
cái thiết bị này, cái thiết bị sẽ được cài đặt trong bên trong nhà của bạn bởi kỹ thuật viên vào ngày 7 tháng 9 giữa Từ 9 giờ 9 giờ sáng đến đến trưa. Nếu bạn không có mặt trong suốt giờ làm việc thì nó không có vấn đề gì. Người quản lý nhà có một cái chìa khóa phụ ấy ạ, kiểu kiểu là nó không biết có hai cái chìa khóa ấy ạ, và có thể cho cái người kỹ thuật viên cho cái vào người kỹ thuật viên vào. Tuy nhiên trong trường hợp trong này. thì bạn sẽ phải sẽ cần điền vào một cái cần điền vào sự đồng ý. Form đồng ý được Ừ. đính kèm cho chúng tôi để mà vào cái căn hộ của bạn. Và đơn giản là Chỉ cần gửi lại cho chúng tôi email trong ở cái địa chỉ này. đúng rồi, được chưa? Vậy em hình dung cho cô này, cái thiết bị này nó sẽ được lắp đặt trong nhà của bạn bởi kỹ thuật viên vào ngày 7 tháng 9 từ 9 giờ đến trưa. Nếu như bạn không có mặt trong suốt cái thời gian đó, tức là nếu bạn không có mặt ở nhà tại cái thời gian đó thì nó không phải là vấn đề. Thì cái người quản lý tòa nhà sẽ có một cái bản cái chìa khóa phụ để em, cái chìa khóa copy á, và sẽ cho những người technician này vào nhà của bạn được. Nhưng trong trường hợp này á, trong trường hợp mà bạn không có nhà đó, thì bây giờ bạn phải điền vào cái form đồng ý được đính kèm đó cho chúng tôi, vào nhà rồi gửi nó lại cho tôi là xong. Đó là như vậy đó em, chứ không phải là ông vào nhà người ta là vào, được chưa? Nên là em phải làm cái form đó để lỡ có vấn đề gì xảy ra thì tòa nhà họ không có chịu trách nhiệm. Nó này cũng rất là thực tế ha. Thì em để cho cô này, attach consent form, đó chính là document mà thôi, document là tài liệu nói chung, và consent form đó chính là cái form đồng ý nói riêng, được chưa? Và gửi lại tôi nè, email it back to me, tức là gửi lại cho các ông đây, ông Socor đây, được chưa? Đây cũng là một câu dễ nha em, từ vựng cũng dễ mà, đâu có từ vựng khó đâu. Rồi câu 60 luôn đi Lan. Câu 60 ạ. Câu 60 em chọn là D ạ. Rồi em lắp vào cho cô nào. Dịch từ ghế đoạn trên nào cô? Đúng rồi, nếu mà em lắp cái câu và em có lợi dịch từ trên dịch xuống, dịch hết. Chúng tôi sẽ lắp đặt camera an ninh. Em đây cô ơi, em vừa bị ao. Chúng tôi sẽ cài đặt cái Camera an ninh. cam an ninh Tất trong tất cả cả các những cái thang thang máy máy. và Corridor là hành lang. đặt Đặt những cái đèn mà cảm hành ứng cho lang và đèn cảm ứng ở bãi đỗ xe và thuê một thuê một bảo vệ nhân khác viên bảo vệ khác để để mà luôn có hai người trông nhỉ, tiếp kiểu có tục hai lắp câu người ấy trông nhỉ. vào. Bạn sẽ không phải trả thêm bất cứ người trả thêm không có phí trực tiếp cho người thuê nhà cho sự nâng cấp này, bởi vì là họ đã trả trả cho bằng cách tăng tiền thuê nhà đã có hiệu lực vào năm ngoái á. Đúng rồi, tức là cái người thuê nhà không cần phải trả chi phí nào nữa hết cho cái việc mà nâng cấp này, bởi vì họ bởi vì chúng chúng tức là số tiền này nó đã được trả bởi cái việc mà tăng chi phí thuê mà đã có hiệu lực năm ngoái rồi, tức là từ năm ngoái tăng chi phí thuê lên.
thì cái chi phí đó nó đã bao gồm cái phí nâng cấp rồi, nên thành ra bây giờ mình không có trả nữa. Thì liên quan tới pay này, em liên quan tới pay sau đó thì dễ không nè, tiền bạc gì nè, cho là tiền nè, thì tiền bạc thì thành ra liên quan tới pay sau nè, tức là không cần phải trả nữa bởi vì nó đã được trả trong cái chi phí đó rồi. Câu 60 cũng là câu dễ, như em liên quan tới tiền bạc thì từ pay là một này, charge là hai này, fee là ba này, price rồi đó, nó liên quan tới tiền bạc không. Câu 62 luôn đi Lam. Câu 62 là C ạ. Rồi tại sao em? Câu hỏi là theo cái đoạn email thì ông Reno này sẽ phải cung cấp cái gì ạ? Thì ở cái đoạn mà when you come to claim the back we will ask you to sign a relay form đến hết cái đoạn ID ạ. Rồi vậy cho cô nào em? Khi bạn đến để mà yêu cầu túi của bạn thì chúng tôi sẽ yêu cầu bạn ký vào cái đơn Cái form release sẽ là cái đây form mà tung ra, cái form mà trả lại cho người ta đó em, giải phóng ra. đây là một cái bảo mật tiêu chuẩn. Chúng tôi sẽ kiểu photo sẽ thực hiện một cái bản sao mà cái ID của bạn nhé. Đúng rồi, được chưa? Vậy em, vậy Diêu đây là ai em? Chúng tôi yêu cầu bạn, vậy bạn là ai? Và là ông Reno ấy ạ à, ở Đúng trên mà rồi, được đang như chưa? là đi Chính là cái người nhận này em, lúc nào cái người nhận cũng chính là you, còn người gửi thì sẽ là I hoặc là we, nhớ nha. Chúng tôi yêu cầu bạn tức là yêu cầu ông Reno này, được chưa? Thì đáp án của em sẽ là câu C. Nhớ nha em, cứ bám sát câu hỏi mà trả lời họ cho ông em, chờ cho em ông Reno, thì ông Reno này thì chính là you, được chưa? Cung cấp cái gì, tức là ID đó em, identification tức là ID thôi. Next. Ngọc của số 4 nào em? Số 4, số 5. Ngọc. à, dạ câu số 4 chuẩn bị ạ Tại sao em? à nó ở à, cái câu này là cái là các nhà văn ạ thường làm việc ở đâu em nghĩ là ở tại một cái nhà máy quần áo Đúng bên trên cái đoạn bên trên nhé. Bắt đầu em thấy là từ cái đoạn đoạn đầu là xin chào tất cả mọi người, tôi có một vấn đề mà tôi cần thảo luận. Tôi vừa đến khu vực I just come đến khu vực sản xuất và đặt hàng của chúng tôi cho cái thời trang chương trình. on hold là hoãn, tức là cái đơn hàng của chúng ta cho cái Senaka này hoãn, tức là đơn hàng cho cái tức là đơn hàng cho khách hàng đó cần phải hoãn lại. Rồi sao nữa em? Bây giờ nếu tôi đó không thì đâu có biết là về quần áo là về gì đâu. Thì bây giờ mới có production floor thì em chỉ biết đó là factory thôi nè. Production floor nó chính là factory. Bây giờ làm sao em biết là quần áo, lỡ ở đâu nó là giày dép hay nó là máy tính là gì sao? Chưa thuyết phục em thêm nữa cho cô nào, thì tôi biết là quần áo chứ đúng không? Ví dụ như bây giờ mới nói là cái những người này đến từ cửa hàng, đến từ nhà máy quần áo, làm việc cho nhà máy quần áo, nhưng mà em mới nói cho cô là tôi mới đến từ
tôi mới đến cái nhà máy đây, cái đơn hàng cho cái cửa hàng này thì cần Facebook on hold, thì tới đó làm sao có biết là quần áo được. Các em giải thích cũng phải thuyết phục một xíu chứ. À bên dưới Bữa nào chốt quần áo em? phần nào à, cái đoạn thứ hai có cái đoạn là chúng tôi phải gửi mẫu cho những chiếc váy đó trước thứ sáu, thì công ty đang có buổi chụp hình với một số người mẫu. Đúng rồi, vậy chỗ nào cho em biết là quần áo? À, một số chiếc váy ạ. Đúng rồi, dress là đầm em. Được chưa? Thì em thấy này, production floor nó chính là factory. Though dresses thì lúc này nó biết chúng mình thêm nó là về quần áo nữa, là clothing factory ha. Được chưa? Tức là mấy cái này cùng một công ty với nhau nè. Cô giải thích lại cho em hiểu này, cái bà Clara bà nói nè. Tức là ở Pháp thì ra một vấn đề rồi. Bà mới đến từ cái nhà máy xong thì bà nói là có đơn hàng cho công ty kia nên hoãn lại. Thì cái bà Thảo này mới hỏi là gì? Ủa chị gì đang xảy ra vậy? Chúng ta dự kiến là sẽ gửi những cái mẫu cho những cái bộ váy này trước thứ sáu, bởi vì công ty này nó đang yêu cầu là nó sẽ có một cái buổi chụp hình với lại một số người mẫu mà sao bây giờ lại hoãn lại, ý là như vậy đó em. Vậy đáp án của em sẽ là câu B, câu số 5 em. Câu 65 là lúc lúc 9:12 sáng, ông Carini rất có thể có ý gì khi ông ấy viết điều đó chưa từng xảy ra trước đây. Đúng rồi, vậy em chọn. Em chọn ý gì là anh ấy nghĩ khách hàng sẽ hiểu. Rồi, ông ấy nghĩ khách hàng sẽ hiểu và sẽ thông cảm. Rồi, vậy em dịch từ chỗ nào đâu? Đây cô highlight chỗ này nhớ em, đây là câu một câu hỏi họ hỏi nè. Chỗ nào cho em biết là ý ông nói là điều, nhưng mà điều này chưa từng xảy ra trước đó mà. Vì ý ông nói là khách hàng sẽ hiểu mà. À, em được từ anh chỗ 9:11 là tôi đang xem qua, tôi đang xem qua loại vải được gửi đến vì tôi nhận thấy rằng nó bị hai màu, nó tối hơn một chút so với các mảnh khác trong không khí đấy. À, tôi đã liên hệ với nhà sản xuất vải và họ có thể gửi loại vải phù hợp trước thứ ba. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ chậm trễ trong việc hoàn thành đơn đặt hàng của cái xem Đó. Kelson. Chủ nhân là cô Lin sẽ rất buồn. Rồi ông nói là gì? À, nhưng mà em nghĩ là cái câu này thì là Em chưa biết thêm cái này nữa nè. là Các bạn này có nói đúng không? Điều đó có nghĩa là chúng ta đã chậm trễ trong cái việc đáp ứng đơn hàng của công ty kia rồi. Cái người chủ chính là bà Ly này, nó sẽ rất là buồn đây. Thì các ông Candy này ông nói sao? Nhưng mà điều đó chưa từng xảy ra trước đó mà. Thì có bà Thảo có nói sao? Đúng rồi. tôi Nghĩ là nó sẽ không ảnh hưởng tới danh tiếng của chúng ta nhiều lắm đâu. Và chúng ta đã có một cái thời gian dài, một kỷ lục dài cho cái việc đáng tin cậy mà. Thì ý là nói là khách hàng, tức là bà này đang nói là chắc là cái người người owner sẽ buồn lắm đây. Thì các ông này nói nhưng mà chưa từng xảy ra trước đó mà, tức là nhưng mà ý nó là khách hàng sẽ hiểu thôi, nhưng mà khách hàng sẽ hiểu thôi. Xong bà Thảo nói sao? Ừ đúng rồi, bởi vì mình có cái danh tiếng lâu rồi mà, đáng tin cậy rồi mà, nên nó chắc không ảnh hưởng mấy đâu. Tức là lúc này mình hiểu là nguyên cả ba con này nhá em, từ đây tới đây là thì cho mình biết là khách hàng sẽ hiểu nha. Đôi khi em phải dịch phía dưới nữa chứ không phải là dịch tới chỗ cái highlight màu vàng là xong đi. Dịch thêm phía dưới em mới hiểu được, nhìn trên nhìn dưới. Em còn một câu nữa đúng không? Nếu mình nếu vẫn hiểu thì hỏi lại nha, nếu mà thắc mắc hay là muốn muốn phản biện thì cứ hỏi lại nhớ em. Câu là 70 câu câu 70 ạ. nè. Câu 70 em chọn ý A ạ. Tại sao em?
Từ em cô 70 từ chỗ Dịch cho cô hỏi em. đi. À, cô thì cô biết dừng này à, cô à, nói phần quan trọng nhất của việc tổ chức sự kiện là gì ạ? Em chọn A là công nhận những người tham gia Rồi, chú ra cho em đi. ở ở đoạn 2 ạ. Cái việc mà quan trọng nhất để mà tổ chức sự kiện là gì? Thì bà này có nói là để mà là cái việc mà công nhận những người tham gia, chú nào cho em biết? Em có tiếp cận bà đó. Từ từ cái đoạn à, từ chỗ in ân in in ân in interview ba là trong một cuộc phỏng vấn về sự thành công của sự kiện, cái bà Dixon này chỉ ra rằng để lập kế hoạch gây quỹ thành công, bạn phải làm cho bất kỳ ai mua vé cảm thấy hài lòng về bản thân của họ. Điều quan trọng là phải khen ngợi mọi người vì đã ủng hộ chính nghĩa. Tôi nói Đúng rồi, cô ấy là ai em? cô ấy chính là cô Dixon. Đúng Cô rồi. Dixon. Đáp án của mình sẽ là câu A, bạn tìm đúng rồi ha. Bạn tìm trong bài là có luôn cái cô Dickerson này là một. Cái thứ hai là điều quan trọng nhất là important này em. Compliment là khen. Khen tức là công nhận người ta cái gì nữa. Đúng chưa? Thì đáp án của em sẽ là câu câu A. Đây cũng là một câu khá dễ nha. Dễ thì cô nói dễ nhưng mà cũng hơi dễ. Chứ cô không đến nỗi là quá khó. Rồi, next làm cho cô nào. Nãy giờ cô xem ai nhờ. Chi đi. 71, 72 em. B1, B2, B3 luôn. Số 71 người ta hỏi là tại sao cái bà này lựa chọn Topeka cho cái địa điểm cho buổi biểu diễn. Thì ấy nói là Câu nào em, đáp án nào đó chứ? em chọn đáp án C. Bà này bà muốn làm cho cái việc di chuyển thuận tiện cho những cái người performer. Vậy ý nói là gì? Bà này bà chọn cái nơi Topeka này là cái địa điểm tổ chức hòa nhạc để thuận tiện đi lại cho những cái người biểu diễn. Chỗ nào cho em biết? It was a central location. Và đoạn cuối cùng ạ. Đâu Người em? ta có hỏi là tại sao bà ấy lại chọn thì that it was a central location. Nếu như mà bà chọn vậy vậy cái chỗ Topeka chỗ nào sẽ không thấy chắc đi không? Thì em dịch cả đoạn nữa. Khi mà người ta hỏi tại sao bà lại chọn Topeka cho cái buổi biểu diễn này thì bà ấy nói là nó ở vị trí trung tâm. Em Nó ở vị trí trung tâm thì sao? Đâu có ở vị trí trung tâm lái đâu em, chưa 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 đầy đủ. à đây, I want to minimize the amount of time. Đúng Tôi rồi. muốn là tiết kiệm thời gian nhất cho những cái người mà dành thời gian tới đây. Đúng rồi, em có thêm cái này nữa. Minimize the amount of time, tức là tối thiểu hóa cái khoảng thời gian mà họ spend cho cái việc traveling á. Được chưa? Thì em thêm cái câu đó nữa là bởi vì chọn là bởi vì nó là trung tâm là một, cái thứ hai là nó tối thiểu hóa cái thời gian di chuyển khi mà đến đây nữa, nên lúc này đáp án của em sẽ là câu mấy đó, đi hả? Xin C. Được chưa? Đây cũng là câu dễ nha em, bám sát câu hỏi và trả lời thôi, từ vựng cũng rất là dễ, không hề khó. 72 với 3 em. bảy hai theo cái bài báo này thì mục đích chính của cái TAA này là cái gì? Em chọn ý B ạ. Tại sao? Để hỗ trợ những người mà nông dân ở đây, người làm việc ở trong cái farm á.
The mission of this organization là mục đích của cái tổ chức này, của cái việc tổ chức này là cung cấp assistance cho Sự việc là assistant support và help, cung cấp sự hỗ trợ cho những người, em đã thấy chữ those nè, those lúc này nó chính là people đấy em, cho những người người làm việc ở trong cái ngành nông nghiệp. trại này, được chưa? Thì tức là những người người làm trong những người nông, trong cái nông trại, tức là farm workers gì nữa, mà assistance là giống như support, hỗ trợ và giúp những người đó thôi ha. Đây là một câu dễ nha, cực kỳ dễ luôn, bởi vì hỏi mục đích là nói đầu tiên thôi, em lấy câu đầu tiên, hỏi đoạn đầu tiên thôi. Đáp án của mình sẽ là câu B, assistant tức là support, tức là help. Câu 73 em. Câu 73 là em làm loại trừ cái gì mà không liên quan đến cái chương trình học bổng, tức là Câu hỗ trợ học bổng. Em chọn ý C. rồi vậy A, B đi đâu? Đây là Nó dành cho những cái học sinh lê ở level thì tốt nghiệp rồi. đoạn 2 có cái applicants mostly in the state of Texas. Thì đầu tiên là đấy hết kiến thức đến cái degree Từ từ, cái mà must live in the state of Texas là câu gì em biết không? Đáp án nào? là đáp án Ông B. phải sống ở trong cái tiểu bang Texas này. B á? Không, ý là cái đấy ở trong đáp án B là có đề cập đến. Là đáp án B rồi. Rồi tiếp tục này, họ phải hoàn thành cái chương trình đại và đi làm và hướng tới hoàn thành cái chương trình cấp 3 và hướng tới cái bằng đại học, bằng tốt nghiệp. Là này là đáp án nào? Đi D. Rồi. và A luôn. Và A luôn trong này luôn hả? Đâu tôi xem lại Vâng. nữa. Rồi đó, A ok. Đi rồi. Đi đâu em? Là đây nè, ý là sống trong cái tiểu bang Texas nó chính là B em, tức là sống trong một khu vực cố định, còn cái này sẽ là A chứ, A là bên cái level đại học nè. Rồi bây giờ online đâu, đi đáp đi của em chỗ nào, có A có B này, bây giờ đi nào trong 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 đây thì đáp án cùng với là câu C không biết có trong bài chứ. Ủa, em vô ít cô hả? Thôi Ý em là quên rồi. À đây 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 đây. traditional Đoạn 3 oriented education. application can be complete online. Nếu mà complete online hả? Online thì vậy có cái mà traditional đâu em. Tất cả traditional là truyền thống. Với lại có cả online nữa mà. Nếu mà em nói online không phải có traditional đâu. Dạ vâng ạ, đây ạ. The scholarships can be used for both on campus là cái chương trình học bổng này dành cho những sinh viên trong trường và cả những sinh viên học tập từ xa. Đúng rồi, distance của em chính là em hiểu là online nè. On campus tức là em học tại khuôn viên, là em học tại chỗ này, là tức là traditional. Thì này của em là đi, được chưa? Rồi, em đủ ba câu chưa? Dạ rồi ạ. Rồi, next. Duy là cho cô bé 4 nào Duy. Trời, hết giờ mà mình vẫn chưa kịp các em ơi. Lẹ, lẹ tay lẹ chân. Duy đâu em? 74, 75 em. Đây Bảy bốn, bảy là lăm, bảy bảy. theo cái bài viết là ứng dụng nên giao dùng những cái gì ạ? Cái điều gì nên bao gồm trong cái đơn đơn ứng tuyển này? Em chọn đáp án gì? Câu hỏi là Rồi, tại sao chọn C em?
Bữa nào cho em biết là Quên si. quên mất. Personal essay, một bài viết cá nhân. Người kia Ở nhà gạch chân không em? Gạch chân được ghi 174, 175 vào trong đó là mình sẽ đi ăn thôi. thì chỗ cái đoạn cuối cùng ấy. Chỗ nào? Cái đoạn chỗ cuối cùng cái dây suýt đi Đúng rồi, dây ở đây chính là application này. Application này có thể nộp online qua trang web này. Và chúng nên được đính kèm với lại một cái bài viết ngắn giải thích về cái mục tiêu giáo dục với lại mục tiêu nghề nghiệp của ứng viên. Thì mục tiêu giáo dục, mục tiêu nghề nghiệp đó chính là personal đấy em. Rồi piece of writing chính là essay ha. Next câu 75 đi em. cô thể làm bên cạnh C Rồi lắp vào cho cô nào. là họ không cần phải là sinh viên kia để đăng ký tất cả các ứng viên ra thành tất cả đấy tất cả ứng viên sẽ được chọn dựa trên thành tích ạ. Đúng rồi, được chưa? Lúc này nó sẽ liên quan tới cái sau em. Tức là bạn không cần phải là thành viên của TAA mới có thể đăng ký được. Mà là tất cả những ứng viên thành công này sẽ được gì? Chọn dựa trên cái merit. Merit giống như là cái phẩm chất của em. Được chưa? Nên đáp án của em sẽ là câu câu C à. Điền vào số 3 liên quan tới cái Đi. sau. Next. Câu 7 mấy nữa nhờ. Em còn một câu đó đúng không? Bảy bảy em. Cô 17 có nghĩa là cái điều gì đúng nhất từ cái cô Henson này là cô ấy đã điền vào một cái khảo sát khách hàng. Cô ấy đã điền vào cái khảo sát khách hàng của nào cho em biết. Xem biết là cô Hanson này đã điền vào khảo sát khách hàng. Em phải kiếm cô Hanson nha. Thế chỗ cái bảng dưới á có tên của cô nhân sinh là cái số Nhỏ quá, cái nhỏ quá, không nghe gì hết. ở phía dưới này là không Chỗ nào em? ở phía dưới ấy. Câu cuối. Rồi dịch cho cô nào. Cô Ở hay phía sừng, dưới cô kiếm cô hay sừng nha. cái bảng của cô. Cái bảng hả? Rồi cái bảng. Cái bảng sao? Có tên của cô ấy trên thẻ là cái số Rồi. số thẻ tín dụng của cô và người dưới có là cảm ơn bạn đã mua sắm cái official này. Thì sao em cảm ơn bạn đã mua sắm tại cái chỗ này? Thì làm sao em Phía biết là dưới nó là điền vào khảo sát? bạn đánh giá từ phía dưới bạn đánh giá thì có thể vào cái trang web Những cái đánh giá sản phẩm có thể được tìm thấy trên web. Cô vẫn chưa thấy là cô này hoàn thành khảo sát đâu. Vẫn chưa thấy. Đây là câu kết hợp đen, nhưng mà kết hợp dễ. Bởi vì nó có cái bảng. Ai tìm ra cho câu này không? Mỹ tìm ra không Mỹ? nha. Ừ. Là ở phía trên là chỗ if you have 15 discount coupon đó cô. Là Rồi vậy cho cô đi em. nếu bạn có một cái phiếu giảm giá 15 đô đến từ việc hoàn thành một cái form khảo sát sau khi mà mua một sản phẩm Đây là cơ thì hội cuối để sử dụng nó. Tức là ý nói là công ty này nó chuẩn bị close nè. Tức là công ty nó chuẩn bị đóng cửa đúng không? Nếu như bạn có cái 15% discount, 15 đô discount từ cái việc hoàn thành survey. Tức là khi mà em hoàn thành survey thì em sẽ có 15% 15 đô discount.
thì cái 15 đô đó em chỉ có thể sử dụng trong đợt này nữa thôi, chứ sau đó là công ty đóng cửa rồi. Vậy làm sao em chứng minh được là bà handsome này bà đã hoàn thành trước đây? là cái order, cái cho order là được giảm 15%, Đúng ủa 15 rồi, đô. được chưa em thấy nè, cái đơn hàng của bà đang giảm 15 đô, chứng tỏ là bà đã có 15 đô discount. Mà bà có 15 đô discount là từ cái việc mà hoàn thành cái survey đó, lúc này thì em mới thấy được đáp án mình là câu B này, survey đây đúng chưa, chứ không thể nào mà em nãy giờ em nói không có survey cũng được. Để làm đúng câu này đó, đây là câu cũng khá dễ như em, bởi vì câu bắt buộc của bạn câu 17 rồi mấy nhỉ, Mỹ giải thích cho cô nha, Mỹ cho đủ luôn. 77 mấy nữa đó em, 79 80 em. Dạ, 79 là con chọn... Ủa, 77 chứ. Mày bạn chữ 9. Bảy rồi mà em, 79. 79 là con chọn viên. Thì cái cô nào? Là bằng cách là mua Chị câu vài hỏi cái với em. là cái bà đó đã làm như thế nào để có thêm phí. Để cái phí bổ sung được biểu, tức là lẽ ra bà trả thêm cái phí đó, nhưng mà bà làm cách nào bà thêm miễn đi cái phí đó, Dạ. thì theo em là bà mua thêm hàng, chỗ nào cho em biết là bà mua thêm hàng thì bà sẽ miễn. Đây cũng là một câu kết hợp luôn, ai làm được câu này với em, hurry up nào, ai làm được câu này không? Đây cũng là câu dễ, cái khởi đi này gọi là dễ đấy em, Có bao nhiêu ạ? câu 79 em. Những câu này mà các em làm không được thì là những cái câu khó hơn sao làm. Rồi, câu 79 em thử ạ. Rồi, Câu 79 gọi là bà ấy cần phải làm gì? Làm thế nào để bà ấy có thể có được cái extra trên là gì ạ? extra fee là tiền thêm đó em, cái tiền bổ sung đó, waive là miễn phí, tức là làm cách nào để bà này bà miễn thêm có được miễn thêm một số tiền nữa. Vâng, thì bà ấy mua cái đơn hàng này giá 92.000, tức Ừ, là ở hóa đơn 392, nhưng mà đúng người ta rồi. bảo là nếu như mà mình mua trên 100.000 thì sẽ được nhận Chỗ nào quà em? là ở bên trên ạ. Từ cái until then, Rồi cho cô nào. until then all purchase, tất cả những cái đơn hàng với cái hóa đơn là 100.000 hoặc là nhiều hơn thì sẽ được nhận tiền, à nhận nhận quà. Đúng rồi, em để ý nè, tất cả những cái đơn hàng mà có subtotal nha, subtotal là 100 hoặc là hơn thì sẽ nhận được cái free gift wrapping. Và em nhìn cái này, em có nhìn cái subtotal nha, chứ không phải là nhìn cái giá tổng ở dưới là total rồi. Cô xóa chỗ này nha, đây là một câu dễ đó em, các em chú ý cách mà cô với lại bạn bạn mình phân tích mà rút kinh nghiệm này. Thì subtotal của em đây, bà này có subtotal của bà đang là 90 đô, thành ra bà tốn thêm cái phí wrapping này, thấy không, phí wrapping 8 đô này, thấy không nè, wrapping nè, gift wrapping bà tốn thêm 8 đô nữa. Nhưng nếu mà cái chỗ subtotal của bà là 100 đô trở lên thì bà sẽ được miễn thêm, bà được miễn cái phí này đúng chưa. Thì cái wrapping của bà là bà sẽ miễn phí, mà bây giờ đang 90 nên bà tốn thêm 8 đô. Vậy nếu bây giờ bằng cách nào bà muốn bớt cái tiền đó đi thì bà mua thêm cho đủ 100 đô. Em hình dung chỗ này không Duy, hiểu không Duy? Nên đáp án của em sẽ là câu D nha, câu 80. Chơi đi nào. Làm luôn đi. Câu 80 em cũng loại trừ. Là em chọn ý A, là không có cái lựa chọn về vận chuyển. Rồi, loại trừ cũng xem nào.
Vậy có tấm 10 Quên hết nó đâu rồi. À đây đây. Đầu tiên là ít display review online, tức là nó có những cái nhận xét về sản phẩm ở ở trên trang web, thì là ở bên dưới ạ, product reviews can be found đây là câu nào em? A, IB B, IB B, rồi. Tức là ý sản xe là là kiếm trên ở trên website online. Tiếp tục. No return, or exchange, không trả lại hoặc là đổi hàng là đáp án cho câu C. Câu C người ta nói là không chấp nhận trả lại hàng. Rồi. Câu D là nó cho phép cái phiếu giảm giá này bao gồm trong cái hóa đơn. Đây. Quá rõ ràng rồi em, chỗ nào? Là cái Ô, 15 em cũng đô đang của em không này. tìm thấy nữa rồi. 15 đô này chứ đâu nữa. Đây, 15 đô tức là cấp phần đó, cái cấp phần cái mà voucher đó. Thì em có thấy có phải là được đính kèm luôn trong cái này của em không? Thì chính là này, đáp án này là đi ha. Được chưa? Nên thành ra đáp án đúng của mình sẽ là câu A. Next. Tôi xem cô mấy nè. Tâm mốt làm cho cô nào Lam? Tâm mốt, tâm hai, tâm ba. Lam. Có rồi em ơi. Vậy đăng là cho cô ấy đăng. Lam đang có đó không Lam? Em trả lời lần sau nha. Đăng là cho cô tấm 1, tấm 2, tấm 3 đi. Tám mốt với tám ba sai, Ở nhà em tìm chưa? em chưa thấy ạ. Còn Lam thì sao? Tám mốt D ạ. Dịch cho cô nào hớp với em. Người ta bảo là cái gì thì cái gì được chỉ định về cái câu lạc bộ Tim Like Country này ạ. Rồi nó chỉ có sẵn cho đặt lịch thôi, chỉ Tí là cho em biết là chỉ đó có sẵn cho đặt lịch. Lớp mình về nhà này các em phải dạy chân lên nó để trả lời cho nhanh hơn chứ. có sẵn một lịch Rồi, hà là cho con này nào em. câu đấy là ở chỗ any work in visits are not accepted, thế là bất kỳ cái người đi thăm bộ nào thì không được chấp nhận, vui lòng đặt chỗ trước. Đúng rồi. Next. Hà làm tiếp một cho cô đi em. Câu 82 là cái tiêu chuẩn thành viên tiêu chuẩn thì bao gồm cái gì? Câu nó C là đáp án đúng là nhập cảnh vào cái cơ sở spa này. Em nghĩ là ở cái Chắc đoạn là được tiếp cận vào cái spa đi. cái member are allowed to bring, nghĩa là cái thành viên thì được phép thì mang thêm 3 khách khi mà đến cái câu lạc bộ cho bất kỳ cái Câu này dễ mà em. Mà đang bảo cho standard membership đúng không? Cái này là đang standard này, cái này prince này, cái này là imperial này. Thì standard em sẽ có hai cái, một cái là gold, cái là một cái là spa thôi. Thì đáp án của em thì sẽ là spa đúng không?
Bởi vì có parking là cho những cái khác, chỉ có spa là phù hợp thôi. Cái đáp mình là C ha. Câu 82 là một câu dễ đó em, bởi vì em nhìn cái bảng của em chọn ra thôi mà. Câu 84. Câu 83 Câu 83 là trong cái email cái từ incur ở cái đoạn này thì có nghĩa là gì? Nó em. Incur nghĩa là phát sinh đấy em. dịch cả đoạn đấy là tuy nhiên thì phải phát sinh thêm một cái phí. Để em chọn đáp án. C ạ. Đúng rồi, được chưa? Cái này học thuộc luôn cho cô đi ha. Incur bằng với lại generate, phát sinh thôi ha. Câu A nghĩa gì em? Câu A nghĩa là đề nghị. Câu A advance mà. Nâng cấp, nâng Advance, cao chứ. nâng cấp. B. Proceed là cái tiến trình. Rồi. Request yêu cầu. Rồi ok, next câu 85 làm cho cô nào Mỹ? Dạ, cô 85 không chọn E là gọi lên kế hoạch tiên. Cái gì nói về group Well. này? Họ lên kế hoạch di chuyển đến clubhouse bằng một cái xe bự. Chỗ nào cho Dạ. em biết? Là chỗ nào? Mấy người à, như là phương tiện của bạn thì cái Đúng nào ấy, văn văn bản đầu tiên, văn bản thứ hai, văn bản thứ ba chứ, bản thứ hai còn văn bản thứ là cái hai. chỗ là A for your train hot station đó con, là cái chỗ vé xe bình thường thì không đủ lớn để mà Đáp để cái gì ứng accommodate nãy cái tôi nói rồi mà, đáp ứng cái phương tiện của bạn. bạn phải yêu cầu lái xe Thả bạn cho xuống cái clubhouse. và đậu ở phía 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 tây, west là phía phía tây em. tây nó thường được sử dụng cho nhân viên. Rồi em có thêm một câu này phía trên nó cho đủ ý nghĩa hơn nè. Cái chỗ đỗ xe thì nó chỉ cho cái loại phương tiện, nó chỉ cho cái loại phương tiện mà regular, tức là dạng trung thôi. Cái dạng trung, dạng bình thường thôi. Những cái xe lớn, large vehicle như là cái xe limousine đó, thì phải được đỗ xe một cách tách biệt ra khỏi cái khu này. Tức là khu vực tôi có chỗ A là cho cái xe regular size. Vậy bây giờ nếu các em đi xe limousine tới là em phải đậu chỗ chỗ khác chứ không phải là khu A đó nữa. Và dưới này thêm một câu nữa là gì, thì bình thường là cái chỗ đỗ xe regular này nó không đủ lớn để mà đáp ứng cái xe của bạn, chứng tỏ là cái xe của bạn là một phương tiện lớn ha. Vì thế là cái chỗ đó họ, cái xe đó nó nói tài xế là thả xuống clubhouse, rồi cái đầu cái xe đó nó sẽ tiếp tục đi đủ ở cái bãi đỗ xe ở phía bắc nhằm ở phía tây. Next. Ê, câu 84 mình nhất còn số câu 84 nữa. Câu 84 là luôn cho cô đi Mỹ. Dạ thôi cô, câu 84 là con chọn 84 chọn B. B hay là D em? B hay D? Những câu nào con chọn sai mà cô không biết nó ở đâu đấy. Sao câu này lại không biết được? Câu này là cũng một câu dễ mà. Đang làm cho cô 84 đi em. Câu 84 là một câu dễ đó. Cái gì nói về cái bà Alexander này em? Đang Từ B ạ. xem biết là bà trả cái phí hàng tháng là 950 đô. Bà Alexander đây. Ở cái đoạn thứ ba ạ thì ở cái từ dòng thứ bốn từ dòng thứ sáu trở đi Dịch từ cho cô dòng thứ hay. sáu đến dòng thứ tám ạ. Dịch.
vì cái vì cái phương tiện của bạn nên là cái Không, chỗ chỗ đó làm sao em biết là đóng 950 đô được? thứ nhất là cái bà này có cái chỗ đỗ riêng. Bà có chỗ đổ riêng thì em có thể là 900 đô hoặc là 1.600 đô nha. Đây, bởi vì parking nè, parking sẽ có hai cái này, thấy không? Là một cái là Prince là 950 đô, một cái là Imperial rồi là 1.600 đô. Rồi, cứ cho là chỗ đỗ xe riêng còn hết. Còn cái nào để chứng minh bả 900 đô nữa? 950 đô. Về nhà không gạch dẫn chứng gì hết trơn. Nên bây giờ cô hỏi, bây giờ ngồi đó ấp úng. Có ở cái dòng thứ 3 đến dòng 5 mỗi người sẽ được cấp cái quyền truy cập như là bạn, nghĩa rằng là họ có thể tận hưởng tất cả mọi thứ trừ cái việc trừ những cái liên quan đến câu cá ạ. Đúng rồi, giống như bạn mà bạn chính là Alexander này em. Alexander chính là Jill đúng không? Người nhận là Jill đúng không? Mà bây giờ tất cả những người á mà bạn mang theo á, là sẽ có cái những cái sự truy cập giống y chang bạn, giống y chang Alexander, là có thể truy cập mọi thứ trừ cái fish. Bị suy ra là cái này được chưa? Nè, cái này thì em sẽ không được sử dụng cái fish nè. Chỉ có cái này là em sử dụng tất cả luôn. Nhưng cái này không sử dụng fish thì suy ra đáp án của em sẽ là câu B ha. Đúng rồi đó. Next, câu 87 làm cho cô nào chi? Tám bảy tám tám. 87 em chọn ý B. 89 luôn. 87 em chọn ý B. Trời ơi. Giải thích đi em. Cũng loại trừ ạ. 88 thì Loại trừ sao nào? 87B vậy cô ACD đâu? Đấy ạ, thì cái một một phẩy go to ấy thì nó là ý C đăng nhập bằng mã code, Rồi. còn cái thứ hai là click install là để mà cài đặt lại thì là ý A, tiếp đến là ý cái ba là hybrid là cho ý D. Đúng nào em? Make sure you have read it ấy. B. Là chắc chắn là bạn phải đọc ý C, ý D. Rồi ok. Next. Câu 88 là ý Ở ý A. đi á, nhầm nhầm ý đi của cô nghe nhầm á. Các em nhớ nốt vào nha. Tám đi em. Câu 88 là ý A. Ý A người ta hỏi là vấn đề mà ông này đề cập là gì, là cái chương trình máy tính nó không không hoạt động chính xác, thì ở trong cái đoạn thứ ba ông ấy có nói là I did have a difficult getting, tức là tôi có một cái gì mà khó khăn. Khó khăn. Thì sau khi mà tôi đăng cái câu hỏi của mình trên diễn đàn. Cái vấn đề thì lúc đó em chỉ nói là chỉ cần là ông có cái vấn đề trong cái việc mà cái website nó chạy một cách hợp lý thôi. Còn sau khi mà không nhận được phản hồi cho câu hỏi của tôi trên diễn đàn thì tôi đã email cho người hướng dẫn trực tiếp và rất hài lòng với cái việc mà tôi nhận được cái phản hồi nhanh. Thì chỉ cần em gạch chỗ này là được không? Em chỉ gạch cái chỗ như cô gạch là xong thôi. Tức là vấn đề ông đang gặp phải là cái vấn đề là phần mềm đã đang chạy chưa đúng thôi em. Câu Đúng không? 89 Working correctly. Work chính là từ run.
Correctly chính là từ properly. Properly là phù hợp, thích hợp, hợp lý đấy em. Thì lúc này em để cho cô này word correctly nó sẽ bằng lại ring properly. Được chưa? Properly. Vậy và lúc này cái program này em nó y trong câu hỏi của em thôi. Thì đáp án của em sẽ là câu câu A. Câu nào nữa em? Tính tiếng rồi Câu đúng tám không? chín, vâng, câu tám chín đi xe. Tức là đề cập gì đến cái ông Murray này thì ông ấy đang download chương trình trước ngày 31 thì Sao em biết không tải trước ngày 31? Này là câu biết thử nè. ông ấy có nói là ở bên trên người ta có bảo là lưu ý rằng cái chương trình này chỉ miễn phí khi mà mình download trước ngày 31. Please note. Đúng rồi. Cái chương trình này nó chỉ miễn phí khi mà đau trước ngày 31 tháng 7 mà thôi. Vì sao nữa? Làm sao em biết cái Thì ông ông này ấy không? có nói bên dưới thì ông bảo là ông ấy hỏi xem là liệu mà nếu mà tôi có phải trả 120 đô khi mà dùng thường xuyên không ạ? Vậy cô vẫn chưa thấy là liên quan gì tới cái khác mà mình xài miễn phí trước ngày 31 hết. Đúng rồi. Đúng không? Ở trên đó là nếu như mà tải trước ngày 31 thì sẽ được miễn phí. Mà bây giờ em I'm thấy not sure. I'm not sure. If I would pay, tôi không chắc là liệu mình có phải trả 120 đô không. Tức là bây giờ ông ấy đang dùng một cách miễn phí ạ. vậy em cứ thêm câu trước nữa chứ. Đây nè. Tôi đang dùng free. Đó, em có thêm câu này vô nè. Em thêm câu này nó hiện tại ông đang dùng free. Mà em chỉ dùng free trong trường hợp em tải trước ngày 31 mà thôi. Vậy chứng tỏ ông tải phần mềm này trước ngày 31. Em phải kết hợp hai ý lại ha. Rồi, next. Cô xem nào. Next, Duy làm cho cô nào. Câu 92, 93 em. 92, 93, 94. Lớp mình nhớ gạch dẫn chúng vô về nhà xem lại bài một lần nữa nha em. Em chọn gì? Em bị sai. Tiếng 2. Đoạn 1 dòng 3 đúng không? Đoạn 1 dòng 3. Đây, sách của em đây. Rồi câu này cô giải cho lẹ nha. Em phải dịch nghĩa thì em phải nhận ra này. Những cái nhân viên này đã lo lắng về những cái áp lực liên tục đặt lên trên cái thư viện và nhiều người cho rằng là họ không thể nào chịu đựng nó nổi nữa. Thì lúc này tức là không chịu đựng nổi cái áp lực nữa đó em. Pressure nữa đó. Thì đáp án của em sẽ là câu của A ha. Chịu đựng. Endure. Câu 93 em, Duy. Làm chi em? Chi làm cho cô nào? Bạn làm được con này không? Hết rớt hết em. Mỹ, Lam, Hà, có ai làm được không? Thứ ba em không ạ? Hả? Em Câu thứ không làm được ba câu cái dịch này. vụ self service này như thế nào? Cô, cho em thử ạ. Ừ. Câu 93 là cái gợi ý về cái dự án này là cái gì? Thì câu đáp án là B, là chưa đến một nửa cái thành viên bỏ phiếu cho nó. Rồi, Dẫn xem tiếp. chứng là ở cái mail đầu tiên, ở cái đoạn in order to move forward, nghĩa là để tiếp tục cái dự án, những cái dự án này thì các thành viên còn lại, phần lớn cái thành viên hội đồng thì phải bỏ phiếu ủng hộ nó, nghĩa là chưa đến một nửa cái thành Cái này viên đúng em. bỏ phiếu cho nó. Và nếu như mà cái lỗi xảy ra thì chúng ta sẽ bàn luận
Trước hết là em phải liệt kê ra cái sales service nữa. Cô thấy trong này em chưa hề liệt kê cái sales service, trong khi câu hỏi của em nó đang có sales service thì em phải xem cho cô nè, là nó sẽ gồm hai cái: Trước là sales service với lại reservation system. Là tức là bây giờ đang vô cho hai cái này, mà để tiến hành một trong hai cái này, tức là một là sales service, hai là reservation system á, và bỏ rơi, abandon là bỏ rơi cái còn lại, tức là có hai cái, chọn một và bỏ rơi một á, thì phần lớn những cái thành viên này phải vô cho nó. Tới đó là mới một nửa ý thôi. Tiếp tục em có thêm ý thế này nữa. Đây, những cái thành viên trong cái ban quản trị này đã vô vào tuần trước là sẽ tiến hành cái reservation system online, đúng chưa? Nè, đã vô cho cái việc mà tiến hành cái reservation system, vậy suy ra là bỏ rơi cái sales service, vậy suy ra cái sales service nó không đủ 50%, nên đáp án của em sẽ là câu câu B. Em có kết hợp hai cái được chưa, tức là cái sales service nó đang bị bỏ rơi nè em, tức là nó không đủ 50% nên nó bị bỏ rơi á. Đây là một câu hơi khó nha, bởi vì nó là kết hợp bằng chữ. Câu 94, ai làm được? 94, 99, 200. 94, 99, 98, 200. Ai làm được câu 94 không đó em? Rồi. Rồi, ai hỏi gì? Mỹ Cho hả? em xin ra trước. Rồi, ok em. Dạ. 5 phút nữa thôi nha em. Câu 94, nhanh nào các em. Ở nhà lúc mà mày coi bài hả? Chị bồ đi bê ạ. Em chọn câu gì? Chị bồ đi bê ạ. Rồi, sao em biết là cái bà này sẽ được Là yêu cầu là đưa feedback? trong cái đoạn cái văn bản thứ hai ấy, bà ấy có nói là những cái người mà tham gia thì được mong đợi là sẽ hoàn thành cái bài khảo sát. Đúng rồi. Vậy liên quan tới bà cô này em, những người tham gia vào cái hệ thống thử này thì sẽ được yêu cầu hoàn thành một cái khảo sát, tức là đưa ra feedback. Chưa em, cô chưa thấy liên quan tới bà cô này, đúng không? Câu hỏi của em đang liên quan tới bà cô mà. Em mới được một nửa thôi. Và cái gì em thiếu em không biết. Tiếp tục nè em, cái giai đoạn thử này là nó sẽ chạy toàn bộ thăng tiến luôn, vậy ai tham gia cái giai đoạn thử thăng tiến này sẽ được yêu cầu các bác. Bây giờ em mới xuống đây, em thấy bậc cool nè, bà cool này đúng không, bà nhận vào ngày 6 tháng 9, tức là trong giai đoạn thử này, vậy suy ra bà sẽ gì, bà sẽ nhận feedback thôi em, bà sẽ đưa ra feedback thôi. Đáp án của mình là câu B. Cô thấy Lan cũng sinh ra sớm, sinh ra sớm mà làm bài không hết gì hết mà sinh ra sớm. Next, câu 98. 98 bạn làm được cho cô nào? Follow, các bạn có từ gì đó em? Riêng cái từ này dễ nè. Tuân thủ à? Đúng rồi, các bạn có từ gì? Đáp án đi. D thuộc luôn cho cô này nha. Follow bằng với lại adhere to bằng với lại abide by, tuân thủ. 99, ai làm được nào? Cái bà già này bà mong đợi sẽ gặp cái ông Chima này vào ngày 26 28 tháng 2. Rồi lúc mấy giờ các em? Lúc 4 giờ à? Em biết 4 giờ. Ở cái email thứ hai, ở cái đoạn the journey is about 2 hours, nghĩa là cái
Cái này thì kéo dài khoảng 2 giờ và khi mà tôi sẽ gặp bạn khi mà bạn đến cái điểm cuối, điểm dừng cuối. Và ở cái vé thì là cái thời gian khởi hành là lúc 2 giờ. Ban nãy thì cái thời gian mà của cái chuyến đi này kéo dài 2 giờ thì nghĩa là sau 2 giờ là 4 giờ. Đúng rồi, em làm đúng câu này là khá tốt đó. Câu này cũng khá khó, mặc dù nó cũng kiểu như là cái bảng gì đó nhưng nó cũng hơi khó một xíu, được em có suy ra. Thứ nhất em nhìn này, cái vé của các ông Chima này đúng không, ông Chima này, nó xuất phát vào lúc 2 giờ chiều. Nhưng khi em nhìn lại cái email phía trên đây, ông Chima nói sao, cái chuyến đi nó tốn thứ 2 tiếng lận. Vậy 2 giờ đi thì 4 giờ tới, tôi sẽ gặp bạn, tức là ông Chan này ông sẽ gặp cái ông Chima này khi ông Chima này ông tới cái final stop đúng không, mà ông tới cái ông Chima này ông tới lúc 4 giờ thì sẽ gặp vào lúc 4 giờ, được chưa? Hai cái ý đó em kết hợp lại suy ra đáp án của mình là câu đi, câu 200. Cái điều gì ám chỉ về ông Chima này các em? Thì B Giải thích cho cô ông ấy nào. sẽ có thể truy cập internet trong suốt hành trình Rồi, chỗ nào cho em biết. trên cái bảng quảng cáo của họ, bảng một đấy thì bus upgrade yeah. Thì người ta có bảo là tất cả các chuyến xe buýt thì sẽ cung cấp cái wifi miễn phí. Tất cả những chuyến xe buýt sẽ cái express bus, chỉ có express bus thôi như em, bởi vì trong này có regular này, thấy không, có regular nữa, mà tất cả những express bus thì mới có free wifi. Vậy em phải chứng minh cái ông này ông đi express bus, lỡ ông đi regular sao có wifi đúng không, Ừ. nào chứng minh Cái bảng 3 là chứ ở cái vé xe. đây đây đây, ở cái đoạn tích ký đấy, cái vé Đúng express rồi. bus. Rồi cô cũng thấy Duy nói chỗ này rồi, Express Bus nè, đúng không? Thì suy ra là ông đi Express Bus chứng tỏ là ông có cái Wi-Fi. Đây là thiệt ra câu này nó dễ hơn cái câu mà bốn, cái câu câu 99 của em á. Câu 200 nó dễ hơn câu 99 nha. Câu 99 là em phải hình dung là cộng 2 tiếng nhiều nữa. Nhưng câu 200 nó dễ hơn. Internet chính là Wi-Fi rồi. Rồi cô thấy hình như là hết hỏi rồi đó. Hình như có giải quyết có sót câu nào không các em? Rồi nghe cô dặn, vẫn là dặn y như cũ, về nhà sửa bài và làm đề cho cô. Những cái bạn nào mà cô thấy chưa tiến bộ là chứng tỏ chưa giải đề thì cặn kẽ, chứ bạn nào mà giải đề cặn kẽ học thì vẫn là chắc chắn là sẽ tiến bộ. Các em về nhà nhớ xem lại cho cô nha, với lại mình để mình kịp giờ nữa. Bước ví dụ các em bận rộn đúng không, thì các em ra các em out ra mất thì có phải các em thiệt thòi không, nên cố gắng ở nhà tìm hiểu cho cô ha, học từ vựng người vô. Bye bye lớp mình.